Linh em chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Quân quân trâu sinh trở lại mặt tế tập 420 lính phân bộ này phần mô tả nhé. Tránh ra, mau chạy đi. Nhóm hát mà đã tới rồi rút hết đi. Nhóm hát mà chết rồi tránh ra đi. Ôi ôi trời trời trời, trời. Nói tới là tới thật à? Mà kêu đi chứ. Mày cấm miệng lại cho tao. Cái gì không cần hoảng sợ. Chỉ cần vương mổ tao ở đây còn một hơi thở thì sẽ không để cho lũ rác rưới chúng mày hãy buông họ đâu. Một đào có thể giải quyết xong được cái nhóm hát mai lợi hại quá. Ông chủ vườn uy vũ vì ông chủ vườn đúng là bá đạo mà. Đây chính là thực lực của cầu thủ cấp 4 sao. Cái gì à, kia yên tâm mà tiến lên đi. Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng. Sông lên. Vì chúng ta là trái đẹp nhất của vùng đất hoang. Ông chủ vườn à, thiên tướng hoàng đại, ông chủ vườn thống nhất giang hồ. Cảm thấy thế nào? Ông sư phụ à, cảm giác ra vẻ ngầu rất là tuyệt vời. Anh nâng cao tinh thần kéo dài tuổi thọ. Tao hỏi cậu cảm giác dùng vấn đao thế nào? Hả? À, cơ bản là quen rồi. Chỉ là khó khống chế được mức độ và phạm vi bùng phát. Chỉ có thể dựa vào sức cơ bắp để chém à, tính cơ động thì chạy kém một chút nhưng mà hơi nặng chút. Nguyên lý cái chiêu này thực ra chính là cầu dùng sức mạnh của bản thân để kích thích năng lực tích tụ ở trong tình vận đạo, dùng như là năng lực bùng nổ, sau đó thì tiến triển ra đòn tấn công cao 4. Cầu dùng không thuận lợi thì nghi ngờ chủ yếu là sự khống chế năng lượng bùng nổ có mới tập luyện dài dài. Chủ yếu là tôi yêu quá, tôi thế này cũng chỉ là giả bộ hù dọa người ta mà thôi. Ở à, đến thật thì chẳng phải là nhờ vào sư phụ là anh ư? Để tôi rảnh thì tôi sẽ dạy cho cậu phương pháp luyện tập tinh thần. Thì cậu chỉ là cấp 2. Nhưng mà nếu như nhân lúc này mà tạo nên nền tảng sau đó thì có khi cũng không thấp hơn cao thủ cấp 4 hiện tại. Cậu nhìn tôi làm cái gì vậy? Tôi vốn tưởng rằng hôm đó anh nói tôi là đồ đĩa của anh trước mặt tất cả mọi người. Chỉ là vì lợi dụng tôi đã hạ uy phong của đám người đó mà thôi. Thì sau này tôi đến đâu cũng mặc dày, một mình nói là đại đồ đệ của Tả Thiên Thần. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấp thỏm vì tôi biết là tôi không xứng. Sư phụ à, tôi thực sự không ngờ rằng anh lại thực sự dạy cho tôi. Nói thật nhạc bây giờ tôi rất là cảm động. Vậy thì cậu luyện tập tư thế cho tôi. Làm sư phụ đi, nở mặt nở mày đi. Ôi sư phụ yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sao cô lại tới đây? Yên tâm, tôi không bị lộ. Người giám sát cậu về rồi, hắn còn có đồng bọn khác. Đồng bọn? Tôi quan sát từ xa, trong doanh trại của chúng ta, mà nhất là hai tên cấp 4. Một tên cấp sĩ ở cấp 4. Một đội cao hoàng mà hai cao thủ cấp 4 trân dự à. Chả trách lại có gan lũng đoạn ở khu trung tâm, tôi đã coi thường chung quá rồi. Bà Tân Bưu quay về đi. Không cần phải cạnh cho Vương Tiểu Bào nữa. Hai người chờ cùng với tôi. Hơi liều quá rồi đấu. Lỡ như chúng tấn công Vương Tiểu Bào, vậy không phải chỉ tiêu đời sau. Cô xem thường thật lừa đảo của đội địa của tôi rồi. Cho dù là đối phương thực sự ra tay với cậu ta thì dù một bản lính của cậu ta cũng đủ để cầm cự đến lúc chúng ta tới. Vậy chúng ta không cần phải ra tay, chúng ta cùng ra tay chứ. Đối phương chỉ có hai tên cao 4. Không, chính là chúng có hai người nên tôi mới làm như vậy. Hiện tại thì cô vẫn chưa từng giao đấu với người tiền hoa cấp 4 có đúng không? Con lây nhiễm có lẽ mạnh hơn con người, nhưng mà loài người vĩnh viễn được khó đối phó được với con lây nhiễm. Chúng ta muốn giết thì không thể để cho chúng có bất kỳ một cơ hội nào. Lúc tôi quay về thì chúng ta đã tới bên trong cơn sốc rồi. Có lẽ là chẳng bao lâu nữa sẽ tiếp cận được khu vực ổ zombie đó. Tên ông chủ vườn đó thực sự mạnh như vậy sao? Hoàn toàn là chính xác. Chỉ là một bào thôi mà tiêu diệt toàn bộ nhóm hát mà với số lượng 10 con. Hơn nữa thì sau khi dùng cái chiều thì không có triệu chứng gì hoặc là mệt mỏi gì hết. Lại còn nói cười với cái tên cao thủ họ tinh thần đó nữa. Mày thấy chúng ta có khả năng giết được nó hay không? Chuyện này có lẽ tôi có thể tìm được cơ hội làm hắn bị thương, sau đó thì anh ra tay từ phía sau. Hai chúng ta cùng đánh, khi có cơ hội thì đánh được nó.
Vậy sao? Tôi về rồi. Thế nào? Tín hiệu tinh thần đó thế nào? Tôi quỳnh lượng đi. Lớn à? Tín hiệu tinh thần đó dường như không có tham gia trận đấu. Hắn luôn hoạt động ở phạm vi cách đại khai hoàng khoảng 1.000 m. Hắn chuyên thu thập đa phần chiến lợi phẩm quý báu còn sót lại. Một nửa thì do đã đi tìm đội khai hoang khác bằng bạc. Hắn là một tín hiệu tinh thần. Lại hành động đơn độc à? Có khi nào đã đang lừa không? Còn đâu, tên đó rất là cẩn thận. Tôi đã quan sát lị lực tinh thần của hắn liên tục quét xung quanh. Phạm vi quét của tên này ít nhất cũng phải 100 m. Trong phạm vi đó thì bất cứ động tĩnh nào cũng đều khiến hắn cảnh giác. 100 m. Uy lực tinh thần của tên đó mạnh thật đấy. Vì thế tôi mới nói đây là thu hoạch lớn. Mỗi một cao thủ hệ tinh thần đối với tôi mà nói đều là thứ vô cùng bồi dưỡng. Nếu như nuốt được hắn thì chưa biết chừng lại có thể trở thành cấp 4. Hay là thăm dò thêm chút nữa. Tốt nhất là làm rõ gì đang hỏi tinh thần của hắn. Không còn nữa. Cho dù có phải là 7 hay không, thì một tên cấp 4 bị hạ, đối với tao mà nói đều là cơ hội tốt hiếm có. Hơn nữa, mày không thấy sao? Độc nhãn lồng đã nhấp nhổm không yên rồi. Đúng là tôi khỏi nói. Không đợi nổi nữa rồi. Trên đời này làm gì có hệ tinh thần nào mà tôi không đối phó được chứ? Quả nhiên, trong khu hoang dã này dường như tất cả con này đều bị lây nhiễm hệ năng hệ nguyên tố. Nhưng mà những con hắc ma thì lại không có. Hóa ra nó không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của chúng. Và tinh thần vẫn thật thì ở bên trong. Viên tinh thần vẫn thạch này đã bắt đầu xuất hiện vệt máu lam đỏ, là dấu hiệu của việc ươm mầm năng lượng hạt nhân. Nhưng mà nếu như hạt mà có thể phát triển thành một con lây nhiễm cấp 5 thì chưa biết chừng thực sự là có thể sinh ra năng lượng hạt nhân. Người lên lên tới rồi à? Năng lực là tinh thần quét rồi nhưng mà lại không phát hiện ra hắn phía sâu à? Lực tinh thần mà tính phát ra tuy không xa bằng cầu thủ hệ tinh thần, nhưng mà huyền huyền cũng không phải là dễ dàng phòng ngự như vậy chứ. Rành còn lực tinh thần của mày khá đấy, nhưng mà nếu ngươi nhồi tiến hóa cấp 3, có lẽ thì đã bị mày làm cho ngất xỉu đi rồi. Tiếc là mày đã gặp phải tao. Mày lại phong tỏa lực tinh thần của tao. Bây giờ phát hiện ra thì đã muộn rồi. Tao là khách tỉnh của hệ tinh thần đấy. Cấp 4 thì đã sao? Chẳng phải vẫn trở thành mồi ngon của tao hay sao? Hả? Cấp 4 đúng là cấp 4 mà. Tổ chức cơ thơ mạnh hơn tao nhiều đấy. Nhưng mồm này không phải chỉ có một mình tao tới giết mày đâu. Chết đi. Thằng rắn này không phải hệ tinh thần sao? Sao sức lực lên mạnh tới như vậy? Mọi kiếp hóa ra là có tập luyện à. Rành con. Thân thủ cũng khá đi. Ở tinh thần có thể đấu với tao vài chiêu. Thì mày đúng là người đầu tiên. Nhưng mà mạng sát chiêu của chúng ta cũng kết thúc ở đây thôi. Người hôm nay phụ trách giữa hắn là mày đấy. Tích tụ kỹ năng hỏi tốc độ cực phẩm thông qua áp chế năng lượng của quan thần để tập trung sức bùng nổ. Thời gian tích tụ càng lâu thì uy lực của nó bùng nổ sẽ càng mạnh. Đi. Thành công rồi. Cái gì? Biến thuật. Mày không phải là tinh thần. Đi lâu như vậy mà ba chúng mày cuối cùng cũng đến đầy đủ rồi đấy. Còn ngớn rồi đó là cái gì nữa? Cứu tập mẫu. Dành con. Mày dừng tí lại cho tao. Người đâu rồi? Cái này. Mày đang nhìn đi đâu đấy? Người tiếp theo sẽ là mày đấy. Mệt mạnh quá, tên đó đúng là do heo ăn thịt hổ. Hắn đã lên kế hoạch sẵn, chúng ta mắc mưu rồi. Mau chạy đi, mau chia ra mà chạy đi. Mày nghĩ là mày chạy nổi sao? Cứng lên. Đối đầu với chiêu toàn lực của tao vậy mà. Hóa ra người tiến hóa hệ
sức mạnh là phòng ngự. Dân con, mày không thấy sức mạnh của tao chủ yếu là phòng ngự. Mày muốn giết tao không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ bằng chúng ta mỗi người lưu một bước làm người, để đường lui sau này gặp mặt. Vừa nãy lúc ba người chung mày tấn công một mình tao, hình như không phải là thái độ như thế này. So với đề nghị của mày thì cá nhân tao lại tin rằng nhổ có không nhiều tận gốc thì xuân đến lại là nấy mầm. Đoàn tấn công của mày cũng làm, chỉ làm cho tao bị thua. Muốn giết tao còn lâu nhé, không thử thì làm sao biết được. Mệt rồi hả? Trên con, tao thừa nhận tao không phải là đối thủ của mày, nhưng mà mày cũng không biết giết nổi tao đâu. Cứ đợi đi, sẽ có một ngày tao sẽ trả hết mối thù hôm nay đấy. Con người mày đúng là thú vị đấy. Tao làm gì đâu mà mày nói ra những lời như là mày chỉ thoát khỏi tay tao cũng bằng vậy. Nhưng mà có một điều, mày đã đúng rồi. Đúng là tao không giết đâu mày. Ít nhất thì không có sự hỗ trợ của Vân Đạo, tao không phá nổi phòng ngự của mày. Nhưng mà tao không phá được thì không có nghĩa là người khác không phá được. Hắn cũng có đồng bọn từ khi nào? Bờ rơ ra, không với cậu bên cạnh Vương Tiểu Bảo sao? Hắn ta bảo tôi tới. Vương Tiểu Bảo bị người ta chặn rồi, một mình hắn ở đó ra dẻ. Đông người quá thì hắn nổi căng thẳng, rồi hình tượng sẽ đổ vỡ vì thế tôi tới đây. Chuyện quá gì thế? Tôi vốn dĩ là cũng không hiểu, vì thế nên mới đi theo cậu ấy qua đó xem sao. Năm mới, gặp một nhóm lớn ở đội khai hoàng chặn lên đường, để ngăn chặn xung đột. Mà Vương Tiểu Bảo bây giờ lại đang một mình, đang chặn trước tất cả mọi người. Về đối diện, đã bị khí tức của hắn trường áp chế, tạm thời thì không dám hành động điều lĩnh. Nhưng mà hắn như vậy cũng không trụ được bao lâu. Bây giờ bên này giải quyết xong rồi, chúng ta nên về thôi. Không thể để cho hình tượng ông chủ vườn sụp đổ. Rồi đời cũng mang thi thể của tên này về đi. Đủ đến Vườn Tiểu Bảo ra dẻ rồi. Chúng ta không quay về xem như thế nào sao? Không còn. Bên Vương Tiểu Bảo, Vương Bảo để có gì mà xem chưa? Để cho cậu ta ra mặt nhiều một chút, lừa mọi người thì chúng ta bước tầm giờ đi. Hơn nữa tôi cũng phải ở đây đợi Tăng Bưu. Tăng Bưu, hắn vừa ngồi sống, chúng ta không với hắn sao? Vừa nhìn hắn một cái thì lực tinh thần hoàn toàn phong tỏa. Đây đến bây giờ vẫn chưa giải được. Để đề phòng bắt rắc thì nên không đưa đợi hắn chết. Thở tế bào cộng sinh ra. Tế bào cộng sinh, tìm nó làm gì? Năng lực của tên này vô cùng đặc biệt, đáng để nghiên cứu. Hai vị chậu nhân à, cơ thở cứ nhốt tôi ở trong cơ thể mãi chưa? Tôi lộn thở sinh mệnh cái trí tuệ bị nhốt lâu quá sẽ khiến y quỷ của tôi dám đi. Tôi thấy mày không phải là vì thấp đi mà là bức bối. Đánh thức nó đi. Ý dạ. Ui, cái mùi gì vậy? Kinh khủng quá. Đi đó là mày. Ý. Dạ, hàm tư. Mày đừng có quay, đừng có gại gần tao. Lúc mày bắt hắn đã làm gì với hắn vậy? Tại sao hắn lại sợ tới mức này? Mở phong ấn được tinh thần của tao ra. Anh Tần đâu? Anh ta ở đâu? Trái tim đó thì chính là của hắn đấy. Chuyện này không thể nào. Khả năng đồng cứng của anh Tần sao lại có thể phá giải dễ dàng như vậy được chứ? Chúng mày không giết được anh ấy thì chắc chắn là không giết nổi. Mày tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao. Dù sao thì mạng của mày cũng đã nằm ở trong tay của tao rồi. Phong ấn lực tinh thần của tao có giới hạn thời gian. Chỉ còn tao còn chết thì phong ấn lực tinh thần của mày sẽ tự động thu hồi trong vòng 5 ngày. Gì sao? Đi. Ủy, đó là cái gì vậy? Chúng mày đi làm gì? Huyết áp nhịp tim của mày có dấu hiệu tăng lên trong thời gian ngắn. Mơ huyết quản đầu và tứ chi cũng nhanh chóng co lại. Đều tiết ở khả năng tự chủ cảm xúc giảm đi. Những dấu hiệu này chứng tỏ là đang nói dối. Anh trai tôi sai rồi, thay cho tôi một màn đi.
Anh đi đâu sẽ không dám đối đầu với anh nữa. Chắc mày biết tao còn thứ gì chưa? À, tôi nói thực ra lực tinh thần của anh không bị phong ấn. Không phải bị phong ấn, vậy tại sao ta đã không dùng được tinh thần? Việc phong ấn ở tinh thần chỉ là thực lực mạnh hơn hắn đối phương thì mới có thể làm được. Anh là cấp 4, tôi không có bằng lệnh đó. Nhưng mà năng lực của tôi có thể thông qua cấp mắt này trực tiếp làm tổn thương hệ tinh thần trong đại não của kẻ địch. Thứ mà con mắt con người nhìn thấy chuyển hóa thành tín hiệu rung điện thì đi theo dây thần kinh cảm giác và đại não. Tôi có thể khống chế những tín hiệu rung mạch nhỏ đó, chỉ cần hơi tăng cường một chút là khiến cho nó đi tấn công nơi mà tôi muốn tấn công. Cơ quan cảm giác khống chế tinh thần lực thì có một chỗ rất yếu, là một số ít nơi mà tôi có thể tấn công được. Mà chỗ đó rất bí mật, cho dù là bị tổn thương thì cũng không có bất kỳ một cảm giác nào, trừ khi có thể tự điều trị. Khôi phục ít nhất cũng phải là 5 ngày. Chờ đến lúc đó mình lại không cảm nhận được lên tinh thần của bản thân, hóa ra là trực tiếp tấn công họ thông qua cảm giác của mình. Mà bây giờ cường độ xung mạch mà hắn lại có thể công chế có hạn. Nếu như để cho hắn phát triển lên cấp 4 thì có lẽ không chỉ đơn giản là phong ấn lực tinh thần, có khi là trực tiếp điều khiển người ta trở thành nghiện ngốc. Nói cho tao nghe xem, năng lực của mày từ đâu mà có? Hả? Năng lực của tôi là từ thức tỉnh. Mày quên sự tồn tại của tao rồi sao? Huyết áp nhịp tim cao hơn lúc nãy, lỗ chân lông toàn thân co lại, cơ bắp thì cứng lại, tiết hút mồ nhiều hơn. Mày không chỉ là đang nói dối mà cũng đáng sợ hãi. Câm miệng, đừng có nói nữa. Để cho tao đoán xem, mày đang sợ chết đúng không? Mày sợ mình nói ra sự thật thì mày sẽ bị chết. Được rồi, tao không có thời gian nhìn mày chơi cái trò mà trêu đùa nữa. Nói sự thật cho tao biết là được rồi. Thật ra sự thật giấu ở trên người của tên loài người này. Tay của tôi, anh ta đang khống chế nó. Ống tim. Bên trong là huyết dịch của con lây nhiễm. Nếu như trực tiếp bị tiêm vào động mạch của con người, thì cho dù là anh cũng sẽ trở thành đồng loại của chúng. Hắn muốn anh biến thành con lây nhiễm, sau đó rồi ăn thịt. Không, tôi không dám nữa. Tôi thực sự không dám. Sao này không dám chứ? Loài người có một câu, cầu phúc từ trong nguy hiểm. Năng lực của mày không phải lấy được bằng cách đó hay sao? Tại sao mày biết? Cấp bậc tiến hóa của mày khá thấp. Tao có thể dễ dàng nắm được cơ thể của mày. Tuy không thở có được ký ức của mày, nhưng mà đọc được một số suy nghĩ trong khoảnh khắc nào đó của mày có thể làm được. Vừa nãy lúc chủ nhân hỏi thì hồi ức của mày đã bán đứng mày rồi. Mày từng ăn thì sẽ sống. À không, tôi từng ăn, nhưng mà tôi không có cố tình. Lúc đó tôi đói quá, không chỉ gì ăn, tôi chỉ định dùng nó đỡ bất cường đối. Tôi không còn cách nào khác, tôi sự không còn cách nào khác. Người mày bị ăn thịt có quan hệ gì với mày? Không có, chúng tôi... À không có quan hệ. Cậu đã biết gì rồi sao? Loài người ăn thịt của con lây nhiễm sẽ bị lây. Nhưng mà có một tình huống ngoại lệ. Nếu như con lây nhiễm bị ăn thịt là huyết thống của bản thân, vậy thì hắn có cơ mày không biến thành con lây nhiễm mà biến thành người dị hóa. Ông anh à, anh tha cho tôi đi. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Nếu như tôi còn mang tôi sẽ chết. Nếu không phải đi qua đuổi, sao tôi có thể ra tay với con gái của mình được chứ? Tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Cấm miệng. Lần đầu mày ăn thịt người đã là bất đắc dĩ, và sau đó thì sao? Lúc nào cũng mang theo máu của con lây nhiễm, rõ ràng là muốn biến người khác thành xác sống, sau đó thì ăn thịt, biến họ thành người lương thực cho mày tiến hóa. Loài người như mày không thể để cho mày sống. Đi đã. Chủ nhân à, có giết hắn như vậy thì cũng đúng là hơi lãng phí. Thưởng nó cho tôi đi. Cứ giết hắn như vậy thì hơi lãng phí. Thưởng cho tôi đi. Thưởng. Vừa nãy cho tôi ra ngoài có lẽ là muốn nghiên cứu bí mật năng lượng trên người có tên này đúng chưa? Thực ra tôi cũng vô cùng hứng thú với cái năng lực của hắn. Loại năng lực này nếu như tôi sử dụng thì có lẽ có thể phát huy được tối đa. Mày nói phát huy được tối đa là muốn chiếm cơ thể của hắn hay sao?
Đúng vậy, nhưng mà anh có thể yên tâm, quyền khống chế của tôi vẫn nằm ở trong tay của chủ nhân. Sẽ không vì tôi chiếm cứ cơ thể của hắn mà có thể thay đổi được đôi điều đâu. Hắn không lừa cậu đâu. Nó phân tích ra chỉ là một phần của bản thể, vẫn còn nằm ở trong sự khống chế của tôi. Vậy thì làm theo hắn đi. Bọn tao đi trước đây, xong việc thì tôi đuổi theo. Vậy thì chúng tôi bắt đầu đi. Ôi đừng 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 mà, vốn dĩ tao muốn lấy lại ý thức cho mày đã trao đổi, nhưng tao nghĩ chủ nhân có lẽ không muốn mày có thể có phương thức để cho mày sống. Yên tâm đi, khỏi thế giới này đi, là người có thừa, tao sẽ trân trọng cơ thể mày. Thật là tủ gió. 1 giờ sau, nơi cấm trại tạm thời của đội khai hoang lộ hỏa. Mày đối lắm sao? À, báo cáo chủ nhân, bây giờ tôi không đối. Tớ phi hiện đồ ăn của loài người ăn vào có thể cảm nhận được. Kỳ lạ. Răng đầu lưỡi của tôi lại có dạ dày, còn có thể cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước đây chưa từng có. Ui, cái này có lẽ chính là đồ ăn ngon nhất mà loài người các anh tương nói chăng? Thời gian này, mày hãy học làm người như thế nào cho tốt đi. Mày làm như vậy sẽ bị người ta nghi ngờ. À, bây giờ mày có thể dùng năng lực của hắn hay không? Còn còn một chút thời gian thích ứng. Hơn nữa, tôi tin chẳng bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khống chế được cơ thể này. Đem cái này lên thì hai mắt mù mày quá đặc thù, rất dễ bị người ta nhận ra. Cảm ơn. À, biểu cảm của mày là cái gì vậy? Theo như thói quen của loài người, thì khi nhận quà của người khác thì phải dùng nụ cười để thể hiện sự cảm ơn. Mày cần làm gì thì cứ làm đi, đừng có đi xa quá là được. Ừ? Sao cậu lại ở đây? Vân Tiểu Bảo đâu? Đội ba khai hoàng cử người tới. Anh Bảo thì đang đàm phán với họ. Đàm phán không thuận lợi sao? Họ thì cũng không tính là không thuận lợi, mà lão đại của mấy cái đội khai hoàng đó còn cứ khách sáo với anh Đào. Nhưng mà mãi không thống nhất nổi cái việc bốn nhà liên kết cùng đánh ổ zombie. Nói chi tiết xem nào. Là như thế này, theo như tin tình báo hiện tại cho thấy, thì khu trung tâm ở xung quanh núi có lượng lớn ổ zombie tồn tại, mà cũng lây nhiễm ở trong ổ zombie này lại mạnh hơn bên nhiều bên ngoài rất nhiều. Nếu như có thể giết được thì thu được rất lợi rất cao. Nhưng vì trong ổ zombie này tồn tại quá dày, bên trong một khi xảy ra đánh nhau thì rất dễ biến thành cơn lốc zombie. Bất cứ một đội khai hoang nào cũng không ứng phó nổi. Vì thế họ nghĩ tới việc liên kết để tấn công. Liên kết chuyện là chuyện tốt, nhưng mà sao lại đàm phán đối phương được đòi giá cao quá sao? Cũng cũng không phải như vậy. Chiếu là vì anh bảo liên kết thì được, lỡ tôi lấy 7 phần. 7 phần. Bốn nhà chia lợi ích, một mình ta cậu ta muốn lấy 7 phần, người ta đồng ý mới là đấy. Thì chẳng phải sao, nhưng mà anh bảo kiểu gì cũng không nhường. Bây giờ bốn nhà đều đứng ở đó không đàm phán nổi nữa. Đồ đệ tự mình vậy thì nó quản lý đi chứ. Đúng là nên dạy dỗ lại rồi. Đồ ít quá, đổi lại là tôi thì ít nhất phải lấy 8 phần. Hả? Tất cả mọi hợp tác đều được xây dựng trên thực lực. Thực lực tổng thể của chúng ta mạnh thì đương nhiên phải chia nhiều hơn. Và điểm này Vân Tiểu Bảo làm rất đúng. Nhưng mà đội giá cao thì biến thành hợp tác sao? Người lo lắng vì này không phải là chúng ta. Có đi gọi Brett lại đây. Dừng. Gọi Brett làm gì? Còn nhớ thứ mà lúc trước Brett đưa cho chúng ta không? Cậu ta nói đó là lợi ích mà cậu ta đi vào khu trung tâm thăm dò. Ngoài 2 viên Việt vẫn tinh hợp nguyên tố ra, thì còn có cái này. Đó là gì vậy? Bản đồ chăng? Nhưng mà tôi không hiểu cho lắm. Cậu có thể giải thích cái này cho tôi một chút có được không? Đó là những cái gì không? À mà tôi biết đây là bản đồ, nhưng mà tôi cần câu dịch tờ bản đồ này ra. Vốn dĩ tôi tưởng anh hiểu rồi. Hình tam giác là núi lửa, ngoài sao là ổ zombie, 3 đường kẻ là suối và sông. Còn dùng tiếng của người Trung Quốc nói thì nghĩa là nhìn cái là hiểu ngay. Cái này của cậu mà nói là nhìn cái hiệu ngày sau. À được rồi, cậu ta giải thích thì tôi đã hiểu rồi. Ô vuông trên bàn
Đối với vòng tròn và tam giác nhỏ là gì? Ô vuông là sơn cốc của khu trung tâm. Hình tròn là đội khai hoàng. Còn hình tam giác là vùng đất cao. Vòng tròn mà cậu vẽ ở giữa có nghĩa là khu vực của ổ trung dung bị, đúng không? Khu vực này lớn như thế nào? Khu trung tâm thành phố cơ sở chắc là tầm đồ. Tầm đó nhỏ như vậy sao? Sao vậy? Ổ dung bị có ý thức về lãnh địa. Nếu là một trong khu vực nhỏ hẹp mà có nhiều ổ zombie như vậy thì đương nhiên là đấu đá lẫn nhau, cuối cùng làm cho ổ zombie nhỏ bị ổ zombie nuốt lớn. Mà ổ zombie và virus đánh dấu này có hơn 10 cái. Nhìn cái kích thước của khu vực này thì không thể chứa được. Trừ khi trung tâm trong vòng tròn này có thứ gì đó không chứa được hoạt động xung quanh của zombie. Con lây nhiễm năng lực như vậy đương nhiên là có chiến lược cấp 4. Cũng có nghĩa là nó cũng có thể đánh rơi cái thứ mà tôi còn. Anh muốn giết quái vật cạnh núi lửa. Có từng gặp bọn chúng rồi sao? Lần đầu tiên tôi cũng muốn men theo núi lửa nhưng mà bị phát hiện. Sau lần đó thì zombie tới tôi đã chạy. Tôi nhớ là lúc trước cậu có năng lực tàng hình. Có thật có đúng không? Trong trạng thái như vậy mà cậu cũng bị phát hiện rồi sao? À đúng rồi, chạy rất lâu mới cắt đuôi được đấy. Zombie quá nhiều. Ngay cả Brett cũng không thể lại gần. Thì chúng ta qua đó có lẽ hơi khó. Con lây nhiễm cao cấp đó không chế nhiều zombie như vậy. Vốn dĩ cái tác dụng phòng vệ đương nhiên là không dễ cũng phải như vậy. Xem ra chúng ta phải giải quyết xong ổ zombie phiền phức này trước đã. Ông vẽ xong rồi. Nè, cậu chắc là con lây nhiễm xung quanh núi lửa nhìn như thế này sao? Con lây nhiễm này có hai khuôn mặt. Vậy hai điểm này là cái gì? Only là cái ti. Ở vậy sao? Hai người, hai chiếc miệng. Ít nhất thì cấp 5. Còn có khả năng là hồi nghiên tổ trong ký ức của con người trước của con lây nhiễm cao cấp như vậy. Có tồn tại sao? Có nhìn ra gì không? Chỉ dựa vào những cái này thì không phán đoán được gì hết. Xem ra là muốn đột phá ổ zombie ở xung quanh trung tâm. Thì phải nghĩ cái khác thôi. Anh Thần à, bên chỗ anh bảo tìm anh cái việc. Đàm phán xong với cái đội khai hoàng khác rồi sao? Chưa. Mấy đội khai hoàng đó thì cảm thấy chúng ta đội giá quá cao, không vui nên là giải tán hết rồi. Nhưng mà có một đội khai hoàng ở lại, nhưng mà cứ nói là muốn gặp cao thủ nên bên cạnh còn Hunter thì có lẽ là anh đúng không? Gặp tôi là hai người. Quả nhiên là tôi đoán không sai. Người anh em này đến từ Long Hòa. Tôi xin giới thiệu, tôi là viên lạc hội nghiên tổ cấp 3. Con người này là chị Tình, thủ lĩnh đội khai hoa của chúng tôi, sức mạnh cấp 4. Rất vui được gặp mặt. Cho chúng tôi đều là do ông chủ vườn làm chủ. Có chuyện gì cứ làm phán với cậu ta là được. Thực lực của tôi trong các cao thủ cấp 4 không tính là mạnh, nhưng mà có một bản lĩnh mà lão đại của mấy đội khai hoàng khác không, chắc chắn không có. Tôi biết nhìn người ở chư vườn đó tuy nhìn có vẻ không hề đơn giản, nhưng thực tế không phải người thâm sâu. Tôi nghĩ thành phố cơ sở Lồng Hòa có lẽ là không cử một người như vậy để dẫn đầu đội khai hoàng. Vì thế người làm chủ thực sự là người khác. Nhưng mà tôi là thuộc hạ của cô, chỉ gặp mặt có một lần, sao có thể chắc chắn chính là tôi? Lúc trước tôi không chắc chắn, nhưng mà bây giờ có lẽ là chắc chắn rồi. Nói thẳng là đi, hai người tìm tôi có chuyện gì? Liên kết lôi bỏ ổ zombie còn rất nhiều người. Bốn đội khai hoàng chúng tôi đều không tập trung đủ người. Nhưng mà nếu như hai nhà chúng tôi liên kết lại thì có cơ hội. Điều kiện đội chị bà bảy mà lúc trước ông chủ vườn đưa ra tôi cũng có thể đồng ý. Còn bị tin tôi đấy, lúc trước là bốn nhà liên kết. Chúng tôi lấy ba bảy 7 phần. Bây giờ là hai nhà liên kết thì chúng tôi vẫn lấy 7 phần. Nếu như tính như vậy thì lợi ích của các cô cao lên gấp 3 lần. Thì chỉ đề nghị của tôi và đảm bảo lợi ích của đội khai hoàng lần hòa của anh. Hai bên đều có lợi lấy nào không tốt hay sao? Đề nghị của cô nhìn có vẻ hay đấy, nhưng mà lại không phải là kết quả mà tôi muốn. Thứ nhất, bốn nhà liên kết với hai nhà liên kết dù sao cũng không giống nhau. Hai nhà cũng có thể dọn được ổ zombie, nhưng mà cái giá phải bỏ ra chắc chắn là nhiều hơn bốn nhà liên kết. Thứ hai,
chúng tôi bên cạnh trong quá trình hành động. Đương nhiên, sẽ phải gánh vác nhiều nguy hiểm hơn, nhưng mà lợi ích chỉ có 7 phần. Thứ ba, hợp tác dựa trên thực lực, chia 3-7 như trước thì dựa vào so sánh thực lực của chúng ta. Có cảm thấy, trong trường hợp hai nhà liên kết, so sánh thực lực của chúng ta là 3-7 sao? Vậy anh thích chia như thế nào là được? Chúng tôi lấy 9 phần. Cái gì? Hơi tự cao quá rồi đấy. Hơn nữa, chưa nói đến giá thỏa thuận cao mà anh đã đưa ra, chỉ riêng so sánh về thực lực thì cũng phải là quá khó chấp nhận rồi. Dù sao thì cũng là cậu 4, càng chứ giữa cậu mạnh hơn thì cũng không thể lấy 1-9 được. Cô ta có thể đi theo, cậu ta có thể đi theo cô, thì chứng tỏ trong đội khai hoàng của các cậu, thực lực của cậu ta coi như là cao rồi. Nhưng mà chắc cậu biết, mấy người bọn họ ngay cả hàm tư của tôi cũng không đến nổi. Thì 1-9 đã rớt nữa mà cô rồi đấy. Ở chuyện này tôi... Điều kiện gắt quá, đừng nói là tôi. Hai đội khai hoàng khác thì chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý. Chiến lực cao cấp của các anh mạnh, nhưng mà dầu ổ dầu mi còn nhiều người, chắc chắn là một nhà không thể gồm đủ. Chỉ bằng chúng ta nhường một bước chia cho 28 có được không? Tạm biệt. Nè, ổ dầu mi trong vùng trung tâm không phải các anh có thể giết sạch được đâu. Liên kết lơ lưu cho gì nhất. Chuyện này cô không phải lo. Chị Tình à, ngôi của thành phố cơ sở lòng hòa đó khó nhận tờ đi. Chẳng còn cách nào nữa, ai bảo người ta tài lực hơn người chưa? Vậy bây giờ phải làm sao? Để bọn chúng tự đi mà đánh. Để bọn chúng bị hành ở trong mỗi dòng bị thì chắc chắn chán rồi thì sẽ hiểu lợi ích khi liên kết với chúng ta. Hả? Chia 1-9? Sư phụ à, anh luôn mạnh tay hơn cách tôi. Tôi chỉ là muốn ép giá một chút thôi. Anh đây là tiết tấu, không muốn làm ăn nữa rồi. Tôi vốn dĩ là không phải tới để làm ăn. Mục đích chúng ta tới là thăm dò vùng đất hoàng để tìm tài nguyên tu luyện tốt. Tại sao? Phải thêm cái đám đội khai hoàng đó lúng đoạn trong khu trung tâm. Hình như cũng đúng. Nhưng mà chúng ta không phải là có cái loại ổ zombie sao? Chỉ riêng số người trong tay chúng ta thì cũng không đủ mà. Vì sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ở khu rừng tạm nơi ổ zombie tập trung. Common baby. Cô gái đối diện kia hãy nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây, đây, đây. Mà ông biểu diễn thật là tuyệt vời. Xin hãy giá bộ. Không quan tâm nữa. Cô gái đối diện hãy nhìn qua đây, 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 qua đây, qua đây. Đừng có chị. Vì vô giả của tôi vô sợ. Thực ra cũng là rất đáng yêu. Thì nhóm nước ngoài đó đang hát thì cũng hơi lắng lừ quá rồi đây nha. Ông chủ vượng thật là thông minh. Cái bộ dạng gửi đoạn của anh ta, chứ dù đồng mơ hơi kiếp có biến thành zombie thì cũng muốn đánh bẹp anh ta. Chú ý đi, zombie đã di chuyển rồi kìa. Tôi nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên xuống, nhìn xuống dưới. Hóa ra cô gái đều không đơn giản. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đón qua đón lại. Tôi tâm sự các cô gái đúng thật là kỳ lạ, que que. Thôi rồi, chuẩn bị tấn công. Bắn. Tình yêu thật kỳ lạ. Đặng vấn tình của anh phi làm gì rồi. Phạm vi nổ của nó vừa hay bao phủ lên phạm vi của các ổ zombie. Tôi vừa cố là đi tìm thủ lĩnh của bọn chúng. Những tấm vụ vật này giao cho các cậu đấy. Yên tâm đi, sư phụ quả cái này tôi làm được. Các anh em, không được đánh mất cơ hội, mất rồi thì không tìm lại được đâu. Cùng theo tôi hút trong ổ zombie. Ông chủ ở vườn thiện thu vạn đại mà. Ông chủ thống nhất giang hồ, rộng lên. Cái gì? Bên chỗ của Lùng Hòa có vũ khí sát thương lớn quy mô. Chính xác là như vậy. Ngay cả vừa nãy thôi, thì bọn họ đã xông vào cổ zombie, trực tiếp dùng phương thức gây mờ nghi nổ đã tiêu diệt cổ zombie. Hơn nữa, sau khi bọn chúng thu thập được chiến lợi phẩm, thì không chỉ không rời khỏi khu vực đó, mà còn cắm trại giống như là muốn xây dựng căn cứ chiếm ổ zombie vậy. Gây nối, giờ này kiếm được một viên lựu đạn cũng không khó. Còn khó mà họ lại lấy cả hóa lực nặng ở đâu ra vậy? Lúc trước tôi nghe nói một người bạn, Lồng Hòa có một cao thủ có thể cường hóa đạn. Để chế đạn có thể phát ra y lực gần giống như xung cối.
Tôi nghĩ hóa lực nặng của họ có lẽ đến từ đó. Đại khai hoàng lòng hòa không chỉ nhanh chóng giải quyết được một ổ dòng bì, mà còn gây xây dựng được một cứ điểm ở ổ dòng bì. Có một cứ điểm tồn tại thì bọn chúng có thể tấn công phòng thủ được. Hoạt động sau đó sẽ thuận tiện hơn chúng ta rất nhiều. Lần này có lẽ tới thì không phải là bản tin tin báo miễn phí đấy chứ. Có suy tính gì cứ nói thẳng đi. Tôi nói đây, còn suy tính cái gì nữa chứ? Tôi biết cô luôn hy vọng mấy nhà chúng ta liên kết lại đến ổ zombie. Lần trước thì không dám phán đoán. Ngoài trừ cái tên họ Tần luôn hy vọng chúng ta lúc ban đầu dẫn đầu, mà điều quan trọng hơn là chúng ta đem hết tinh lực vào việc bảo vệ cửa ra vào của khu trung tâm. Cho dù là bây giờ chúng ta liên kết thì chỉ cần muốn duy trì địa vị lũng đoạn ở trong khu trung tâm, sức mạnh mà chúng ta dùng để tấn công mỗi zombie thì chúng ta không so nổi. Vậy mà chúng ta đích thân ra tay sao? Với thực lực tổng thể thì chúng ta đúng là không bằng Long Hoa, nhưng mà ba chúng ta chí ít thì cũng là cao thủ cao 4, uy lực cao cấp hơn vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta phải phát huy ưu thế này. Ý của cô là chúng ta từ bỏ đánh ổ zombie mà đi sâu vào ổ zombie giết lấy con lấy nhiệm cao cấp. Đúng vậy, chúng ta không có bản lĩnh hút gọn ổ zombie, nhưng mà vào giết con zombie cao cấp rút quần thì chúng ta chắc chắn có bản lĩnh đó. Bọn chúng muốn đánh ổ zombie thì chúng ta có để cho bọn chúng đánh. Chúng ta chỉ cần đi giết cái con lây nhiễm cao cấp. Như vậy thì tuy đã rất mất nhiều tài nguyên bình thường, nhưng mà tài nguyên tu luyện cao cấp thì chúng ta không lỗ. Đây cũng là cách hay đấy. Bọn chúng hoạt động mạnh ở khu zombie thì sẽ gây hỗn loạn, mà chúng ta vào sâu sân giết cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tại như ý của mày thì phải đánh à? Nói nhẩm. Mày không thấy cái tên ông chú vườn lồng hòa đó hoàn toàn không có chúng ta ra gì sao? Còn không ra tay thì lấy nào thực sự nghe bọn chúng ăn bà bậy à? Nói đúng lắm. Không hổ không xuống đồng bằng thì bị khinh thường. Thì chúng ta phải khiến cho người của lồng hòa biết chúng ta vừa cũng không phải dân vừa đâu. Thủ lĩnh ổ dòng bị gặp nằm lôi vũ sắc hình dài song sinh. Đi đi, giờ chủ nhân. Thành công rồi, lên. Anh không ghen tôi một chút sao? Chứ vừa nãy có thể không chết được nó bao lâu. Cấu tạo não bộ của con móng vuốt sắc giống như là con người. Tôi chỉ dùng sung mạch tấn công. Thần kinh trung ương của nó là khiến nó tạm thời mất đi hành động mà thôi. Nó muốn khôi phục tổn thương thực ra chỉ còn không tới 2 giây. 2 giây à? Đối với trận chiến của cấp 4 thì đủ quý giá rồi. Cả lắm đáng được khen. Sao vậy? Tôi không tìm thấy vận tình. Không phải chứ. Tổ lĩnh của dùng bì gặp nằm không thể nào mà không có vận tình. Vận tình mà chịu nhận nói là cái tính năng lượng trong cơ thể của nó sao? Mày biết nó đỡ ở đâu sao? Cái tính năng lượng được sinh ra trong quá trình sinh mệnh chủ thể tiến hóa. Con loại vuốt sắt thì tiến hóa ở mức độ tủ, nhưng nó lại đã được tạo ra từ sinh mạng khác. Không có sinh mạng chịu tiến hóa, không thể có cái tính năng lượng. Thủ lĩnh của ổ zombie này là do con lây nhiễm khác tạo ra, không phải bị khống chế. Bị khống chế vừa rồi tạo ra khác nhau sao? Đương nhiên là khác rồi. Cái lụi móng vuốt sắc đó là kỳ định hình, còn con lây nhiễm thì có thể tạo ra ít nhất cũng phải là kỳ hạt vỡ hạt. Hơn nữa thì phạm là con lây nhiễm có thể tạo ra tỳ sai thì con có trí tự cực cao. Nếu như đánh nhau chỉ dựa vào những tỳ sai không những mà sinh ra, đó là đủ cũng đủ để khiến cho chúng ta không thở ra hơi rồi. Tớ mở cộng sinh không phải cùng biết tái tạo tỳ sai sao? Tuy khó hơn một chút nhưng mà vẫn ổn mà. Dù nhận là bây giờ vẫn chưa thở tạo ra để tỳ sai có khả năng tự chú ý thức. Đây là sự khác biệt về bản chất. Mày thấy con lây nhiễm này tạo ra con vuốt sắc này có thể đạt tới cấp hiệu hay không? Nếu như nó có sự tiên hóa hiệu thì bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi. Vậy có nghĩa là chuyện này liên quan tới sự khác biệt giữa chúng tôi
và loài người. Mà trong thiết ý thức của loài người mới quan hệ giữa các sinh viên sinh mệnh khác nhau thì vô cùng phức tạp. Ví dụ như kẻ địch, bạn bè, đối tác, người yêu, thú cưng hoặc thức ăn. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói thì tất cả mối quan hệ đó chỉ là bốn loại: quan hệ chủ tớ, quan hệ cạnh tranh, quan hệ đối địch và sáng mồi. Cách phân chia mày nói cũng rất là hợp thói quen của con lây nhiễm. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới chuyện nó tới đây? Nếu như nó có sự tiến hóa hy hữu, vậy thì thực lực của nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Điều này tạo ra mối quan hệ săn mồi. Đối diện với săn mồi thì chắc chắn thì sẽ dùng tay sai của bản thân để dốc hết sức săn bắt. Vậy bây giờ quan hệ giữa chúng ta và nó sẽ là như thế nào? Thực lực của hai vị chủ nhân đối với chúng thì không có cách nhau bao nhiêu, nhưng mà không phải là đồng loại thuộc mối quan hệ đối địch. Còn về tôi và nó thì có lẽ là quan hệ cạnh tranh. Vậy sao? Đó không phải là hướng của dòng bi lân còn sao? Nhưng mà hình như người của đội khai hoàng đang đến đối với thủ lĩnh của dòng bi. Để tôi xem, chúng ta vừa mới gây rối xung quanh, bọn họ đã đến thủ lĩnh, đúng là biết tìm cơ hội đi. Bọn họ hình như biết chúng ta có thể nhìn thấy, vì thế cố tình gây ra đồng tình lớn. Hả? Gây ra đồng tình lớn như vậy để cho chúng ta thấy được lợi ích gì? Hành động kỳ quặc, đúng là không hiểu. Lát nữa mày nói rõ cho tao chuyện về hành vi và mối quan hệ của người lây nhiễm. Chịu nhận à, có hứng thú với chuyện này sao? Chỉ là tao nghĩ đến một trò cực nhã, chưa biết chừng lại có thể nhanh chóng hút gọn ổ zombie. Ở sư phụ à, thật sự phải ăn cái này sao? Khi anh ta mang đi không sao đâu. Ở gì được thôi. Ờ, ăn xong rồi. Ý, tôi hơi. Ôi, tôi biến thành xác sống rồi. Những địch trưng này là giả tưởng, có thể khống chế được. Cậu thứ thu hồi năng lượng virus trên bờ mặt và trên lại xem. Để tôi xem thử. Tôi lắm xem ra hiệu quả của thứ này tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Quỳ thật là thần kỳ. Vừa nãy xíu chút nữa là tôi tưởng biến thành xác sống rồi chứ. Chỗ này ký nhắc 20 cái trước sáng ngày mai. Cậu chọn ra những người thích hợp đó tụi nó. 20 người dùng cái này á? Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ đi hút những ổ zombie còn lại. Sư phụ à, bơm tinh thở vẫn thịt chúng ta, mang theo chỉ đủ để nấu một lần. 20 người làm sao mà hút được ổ zombie đây? Yên tâm, đã đủ rồi. Báo cáo chủ vườn, 20 người của đội cám tử bất khả chiến bại đã đủ, đã tập trung đồng đủ, xin ông chủ vườn chỉ thị. Ừ. Các vị đều là những người tài giỏi được chọn ra từ trong đội khai hoàng chúng ta. Lần này người tập trung lại với nhau chính là để vào nhiệm vụ khó khăn nhất cho các cậu đã hoàn thành. Có đủ tự tin không? Ông chủ vườn à, thiên thú vạn đại, ông chủ vườn thống nhất giang hồ. Tốt lắm, rất có tinh thần. Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là chủ tịch đội cố vấn của đội khai hoàng của chúng ta, anh Độc Giáng Long. Tiếp theo bây giờ anh ấy giới thiệu về nội dung chủ yếu và hành động lần này. Mọi người hãy vỗ tay chào đón. À, khá lắm, có bài bản đấy nhỉ. Đây là nhờ sư phụ dạy giỏi. Nếu như không phải có sư phụ dốc sức giúp đỡ cho sự dạy dựng hình tượng thì chúng tôi sao có sức hiệu triệu như vậy. Bây giờ trong tay mọi người chắc đều đã có một môn đồ rồi đúng không? Đầu tiên tôi sẽ giải thích với mọi người nó là cái gì. Ngay chính ngày hôm qua chúng tôi đã đi sâu vào ổ zombie, giết được 5 con lây nhiễm có chiến lực gần cấp 4. Lần lượt lấy ra vật chất và năng lượng di truyền từ đại não, cơ bắp, tủy xương của bọn chúng, thì sau đó thì thông qua pháp đặc biệt dung hợp lại, cuối cùng đã hợp thành những vật chất này. Đúng vậy đó, trên tay mọi người cảm thực ra là thịt của zombie. Và bây giờ tôi còn mọi người ăn nó. Ôi, ăn cái này ư? Đùa cái gì vậy? Cái này là thịt zombie đó. Ăn cái này, chân tôi chẳng phải sẽ. Mọi người có thể yên tâm, ăn cái này xong thì mọi người sẽ không biến thành con lây nhiễm đâu. Nó sẽ ban cho mọi người một năng lực biến hóa ngoại hình, hơi thở, khí thở, giúp cho mọi người có vẻ không khác gì một con lây nhiễm. Nhưng thực tế mọi người vẫn là con người. Như vậy thì mọi người có thể dùng thân phận của con người, con lây nhiễm đi vào ổ zombie. Anh Đồng Liên Lộng, nhiệm vụ của chúng ta
đóng giả thành con zombie đi vào ổ zombie phá hoại sao? Không không, đối với thủ lĩnh của những ổ zombie này mà nói, thì chúng ta đều là những kẻ cạnh tranh từ bên ngoài đi vào. Lại gần sẽ làm cho bọn chúng cảnh giác. Vì thế chúng ta không thể lén lút phá hoại được, mà là ngang nhiên thách đấu. Thách đấu. Đúng vậy. Thủ lĩnh đối với mặt kẻ địch cạnh tranh từ bên ngoài vào, thì chắc chắn sẽ chấp nhận thách đấu. Nếu như không sẽ mất đi cái tư cách thủ lĩnh. Trong trường thách đấu này, hai bên sẽ mang theo tùy tung trực hở của mình để theo đó để chiến đấu. Và những người đi theo khác thì tất cả đều ở bên ngoài. Bên nào thắng thì có lãnh địa và được những con lây nhiễm khác đi theo. Lần này chúng ta đi vào phải dùng thân phận của con lây nhiễm để thách đấu thủ lĩnh, đồng thời phải lợi dụng cơ hội con lây nhiễm tập trung lại, dùng bơm vẫn thịt hốt gọn một mẻ bôi bọn chúng. Đúng giả thành zombie đi bộ zombie. Hơn nữa thì phải đối mặt với rất nhiều con lây nhiễm như vậy. Chỉ có 20 người chúng ta thôi sao? Ôi chuyện này là chuyện nguy hiểm đấy. Lỡ đó bị lộ chẳng phải chúng ta sẽ... Cái gì à, tôi đã nói từ đầu rồi. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất. Một khi đi vào ổ zombie thì chúng ta, ngoài trừ việc phải giết con lây nhiễm ra, thì không còn lựa chọn nào khác. Nguy hiểm và cơ hội đi cùng với nhau. Vương mỗi tội hứa với các vị, tất cả mọi người tham gia hành động lần này sau khi quay về sẽ được tài nguyên tu luyện đỡ lên gần cấp 4. Hơn nữa, tặng cho một chỗ ở vĩnh viễn ở trung tâm thành phố ở sở Long Hoa. Có đi hay không thì các vị chọn đi. Quỳ tài nghiên tu luyện gần cấp 4 rồi mày ơi. Tôi mắc kẹt ở cấp 3 cao cấp hơn 1 năm rồi. Nơi ở vĩnh viễn còn là ở khu trung tâm. Quỳ mày ơi liều luôn đi. Ông chủ Vương Thiền à, thu vàng bạc ông chủ thống nhất giang hồ. Đúng là ông chủ Dương Dạng tuổi hà thằng nhóc này không đi bán hàng đề cấp thì đúng là lãng phí à. Suốt chặng đường yên tĩnh đến kỳ lạ, nếu như không phải năng lượng virus ở đây càng ngày càng dồi dào, thì tôi còn nghi ngờ có phải là mình đã đi nhầm hay không. Khi chúng ta đi vào thì sẽ cho tớ bào cộng sinh tả tín hiệu cho con lây nhiễm. Bây giờ đa phần con lây nhiễm ở khu dùng bị có lẽ đều tập trung lại với nhau, nhưng nơi khác đều yên tĩnh nên cũng là bình thường. Chị nhỏ ở phía trước là tới nơi rồi. Nhiều quá rồi. Tôi chưa từng thấy nhiều con lây nhiễm như vậy. Đây là làn sóng zombie. Mà cái đó sắp táo sắp tè ra quần rồi. Đưa điện thoại của cậu, của cô cho Brett. Dạ. Các vị, để đợi phòng chiến bất ngờ từ bây giờ ra đi, tất cả mọi người đều thay đổi thông qua liên kết lục tinh thần của tôi. Không giấu gì mọi người, tôi cũng là lần đầu tiên đóng giả thành con zombie lây nhiễm đi vào zombie. Không biết bên trong có những nguy hiểm gì. Sau khi đi vào thì tất cả mọi hành động mọi người phải nghe theo chỉ huy. Hãy nhớ không được để lộ sơ hở, có hiểu chưa? Hiểu rồi. Rất tốt. Chúng ta đi thôi. Chú Nhân à, chúng ta có thể vào rồi. Nè, cái đó dùng bì này sẽ có người ngửi lại tao thế nhỉ? Còn làm gì mà tao ủi muốn ăn thịt mày đó? Theo như thói quen, thì nếu như thủ lĩnh tới thách đấu bị thua, thì những người đi theo như chúng mày sẽ là thức ăn của bọn chúng. Bây giờ bọn chúng đang chọn là vì thế nó mới ngửi, vì thấy mày là ngon nhất chẳng? Tao ngon á? Tới đây. Nước cười gì vậy? Phía trước có lẽ chính là nơi thủ lĩnh quyết đấu. Nó tới để chặn đường. Lúc quyết đấu có thể dẫn theo tùy tùng, nhưng mà không được dẫn theo những người đi theo. À, quy tắc cũng đơn giản lắm. Ôi trời, đánh hết sức như vậy. Cấp bậc ở trong thế giới của con lây nhiễm rất là rạch rỗi. Là độc loại thì càng mạnh, địa vị càng cao, sức mạnh mà chúng ta thể hiện sẽ khiến cho bọn chúng sợ hãi. Như vậy thì những người ở bên ngoài mới cả an toàn. Không được sớm là tao giật cả mình à. Nè, đi tìm một chỗ thu hợp bên đây. Ok. Sao phụ à, tao cũng phải đi tìm một người sao? Quên thân phận của mình rồi sao? Nếu đã xây dựng hình tượng thì phải làm cho tới cùng chứ. Tiêu đời rồi, hôm nay lẽ nào mình tiêu đời ở đây? Thủ lĩnh không ở đó.
Không biết nữa, tôi cảm thấy chỗ này kỳ kỳ quái quái. Cái tên Brut đó vẽ cũng thật là không chấp nhận được mà. Ơi, hàng trên mạng và hàng thực tế đúng là không giống như chút nào. Nè, có nghe hiểu nó đang nói gì không? Đó không phải là ngôn ngữ, nó đang trực tiếp thông qua ý niệm để giao tiếp với người thế giới bên ngoài. Những âm thanh đó là tạp âm khi nó truyền ý niệm phát ra. Chú nhấn truyền ở khu trung tâm của liên kết tinh thần lên người của tôi đi. Như vậy thì chúng ta có thể hết tiếp thu ý niệm của nó. Những sinh vật hình người được tiến hóa ở việc này là tùy tùng của mày sao? Đúng vậy, gọi là tùy tùng của mày tới đi, chấp nhận thách đấu của bọn tao. Ừ, tùy tùng thì ta ăn rồi. Ăn rồi. Cậu phát hiện ra gì chưa? Những thứ mà nó nôn ra mới là bản thể của nó. Nó là người biến hình, là một con lây nhiễm không có hình thái cố định. Có thể dùng cơ thể của bản thân, có tính dẻo cực mạnh mới biến thành cái dạng hình dạng này. Cách nó trở nên mạnh hơn cũng vô cùng thô bạo. Trực tiếp hấp thụ máu thịt của sinh vật khác là được. Chất lượng của máu thịt càng cao thì dung tích càng lớn thì sẽ càng mạnh. Cũng có nghĩa là nó vì đã đến với chúng ta trực tiếp nuốt luôn tất cả thủ lĩnh của zombie mà nó tạo ra. Có lẽ vậy. Đó là nơi để nhờ cậu giữ chặt lấy tôi. Hả? Thủ đoạn tấn công của con biến hình rất nhiều. Nhưng mà trong đó mạnh nhất chỉ là có một loại. Đó là ăn. Anh ra, ôi trời ơi.